Dạ thưa sư, hôm trước trong một buổi vấn đáp, khi trả lời câu hỏi người vô nhân có cơ hội gặp Phật Pháp và tu tập không, Đại Đức Tuệ Tường có nêu ra 8 trường hợp bất lợi mà khi chúng sanh ở trong 8 hoàn cảnh này thì không thể hành phạm hạnh cao thượng, không chứng đắc thánh đạo thánh quả được, trong đó có người sinh trưởng trong gia đình ngoại đạo tà kiến. Còn thắc mắc là cái tà kiến đó cũng chỉ là vô thường, chứ nó có đeo bám mình đến hết đời đâu à. Chẳng hạn ở nước Việt Nam mình, phần đông họ có quan niệm chết rồi thì thôi, chết là hết, hoặc quan niệm có một linh hồn tồn tại vĩnh hằng sau khi chết. Rất nhiều người sinh ra và lớn lên trong những gia đình như vậy, nhưng khi trưởng thành, được tiếp xúc và được học hỏi nhiều thứ khác, có những người sẽ gặp được chánh pháp, gặp được minh sư thiện hữu, thì họ sẽ có chánh kiến, thậm chí sẽ có những người phát tâm bước chân vào con đường phạm hạnh cao thượng. Có thể con đã hiểu sai, hiểu chưa đúng ý sư Tuệ Tường muốn truyền đạt, rất mong được nghe giảng giải rõ hơn về vấn đề này. Do Đại Đức Tuệ Từ ngày hôm nay bận cho nên không có tham gia, thành ra là thôi sư trả lời theo cách của sư. Đó là trong 8 cái chướng ngại đó, có một cái chướng ngại liên quan đến tà kiến, đó là mình vướng phải tà kiến cố định, tức là mình sanh trong cái kiếp đó, cái tà kiến của mình là tà kiến cố định bất trị nha. Đó là cái ý sự đính chính lại để cho quý vị hiểu đúng. Tức là mình rơi vào cái thứ gọi là cố định bất trị, nói cũng không nghe, Phật có đứng kế bên đứng trước mặt nó cũng không nghe, thì trường hợp đó là mình vô duyên với chánh pháp và mình không thể nào chứng đắc được đạo quả.